Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đi đến ở đây Long Quy Hồng Am Bánh Xèo. Bánh xèo là rất nổi tiếng món ăn, nên tôi đã ăn bánh xèo nhiều lần, nhưng mà nghe nói ở đây rất ngon nên hồi hộp quá. Ok, đi. Ok, đi. Theo hư đi 700 bóng. Suối nước nóng. Bánh xèo này bắt đầu thâu phong trước khi tôi đã ăn rồi. Bánh xèo này hơi ngọt, nhưng mà bánh xèo này rất hấp dẫn, thơm ngọt và heo nên rất ngon. Ăn hết rồi, 100% là ngôi sao. Theo ca sư là Mùi Sâu. Vì bánh xèo nóng tươi là ngon và chị ấy là rất dễ chịu nên rất vui nên Mùi Sâu. Tôi muốn ăn nữa. Nếu tôi sẽ đi đến lại thì chắc chắn hai bia ăn, muốn ăn hai bia. Mọi người nếu chưa đến đây thì phải đi đến đây thì chắc chắn phải ăn. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.